Chào chú Tuấn ơi, chào tất cả các bà con đang xem kênh à. Hôm nay em có về một số bông giấy với bông trang để giao lưu với bà con cho chơi Tết à. Rồi, đây là cây bông giấy số 0, bông giấy Mỹ. Giấy Mỹ nha bà con. Đó. Có bông chơi Tết luôn Cây này nha. thần chậu à, dạ, có bông chơi Tết luôn. Chiều cao là 104. Tán ngang là 77. Nó đang vô bông nhiều lắm nha bà con. Cây này là có cái đế luôn ha. Vành nó là 15 đây. Rồi cây này giao lưu với bà con là 1,5 triệu, bao ship toàn quốc ạ. Cây bông giấy. Rồi cây số 2, cây số 1 là cũng là bông giấy luôn. Cái này 1C ha bà con. Cái mã này là mã chữ C rồi. Chiều cao là 105. Tán ngang là 80. Có bông đang vô bông. Nó vô bông nhiều lắm. Này nở nở qua tới Tết luôn. Wow, phải có duyên. Bảy chín ngóng mà không có ghép gì ha. Dạ. Cái này hoành cũng 15 luôn. Đó. Rồi giá nó cũng 1,5 triệu luôn bà con ơi. Bao ship toàn quá. Dạ không chậu, không chậu. Rồi đổi cây. Đây là cây bông giấy Mỹ ghép cẩm thạch ha bà con. Nó có bộ đế dữ dằn luôn. Số chiều cao nó đi. Chiều cao nó là 55. Tán ngang nó là 43. Đó. Hoành nó mình đo vị trí này đi. 12 thôi chứ đứng 12. Rồi cây này có giá là 900k bao ship toàn quốc. Này bông giấy Mỹ ghép cẩm thạch. Rồi đổi cây. Cây số 3C, cây nãy số 2C ha bà con. Chiều cao là 62. Tán ngang nó là 47. Đó, cây này cũng có một bộ đế quái luôn. Vành của nó là 10 12. Rồi cây này cũng đồng giá là 900k luôn. Đó, bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây. Cây số 4C cũng là cây bông. Dạ bông dài nó qua tới tháng giêng luôn đó. Chiều cao 53. Ngang chỗ này dài nó đi. 50. Đó, cái này bộ đế cũng quái luôn. Này 13 yếu một chút rồi, cái này giá cũng 900k luôn, bao ship toàn quốc. Đỡ cây. Rồi cây này là bông giấy sát pháo nha bà con. Này sát pháo. Chiều cao nó là 60. Tán ngang nó là 60 luôn. Bán cây, cái hoành này nó khoảng 5-6 chứ gì. Rồi cây này có giá là 400k, bao ship toàn quốc. Đổi cây. Cái này sao nó không mở ra luôn, cho bung ra. Chiều cao là 62. Tán ngang nó là 58. Rồi cây này cũng có giá là 600k, cái này em chưa có mở ra cho nó bung ra đấy ha bà con. Này bung ra bự lắm. Sa 400, 4, 4, 400, 400, lộn giá. Rồi đổi cây. Cặp số 7 là cặp bông giấy này luôn. Sát pháo luôn. Sát pháo màu gì nọ gì đây. Cái màu này là màu cam gì đâu á. Cao là 42. Nó cũng na ná. Ngang 38, nó cũng một cốt hả? Một cốt có, hai cây có. Này là con cốt. Rồi cặp này có giá là 400k, bao ship toàn quốc. Rồi. Ở cây này thì một chậu là nó hai cây ghép lại hai màu luôn. 43 ngang 47.
Rồi, cặp này cũng có giá là 400k luôn, bao ship toàn quốc. Trắng tím. Trắng tím, cam luôn. Cái này ba màu luôn. Rồi, đổi coi. Rồi. Rồi, bông giấy Mỹ. Này nó đổ lá đang chuẩn bị ra hoa nha bà con. Này Mỹ gốc ha. Dạ. Cao nó 50. Cặp 9C. Ngang nó 51, rồi cặp 9C. Rồi, cặp này có giá là 400k, bao ship toàn quốc. Đất có bông nổi không? Có. Đất có bông. Này mình bỏ nước nó khô khô mình tưới lại lỡ ra bông à. Cặp số 10C. Cao 55. Nó cũng la ná nhau à. Đo cây chuẩn thôi. Ngang 40, rồi cặp này cũng có giá là 400k luôn, bao ship toàn quốc. Rồi, đổi cây. Cặp này số 11C. Này cây cao cây thấp rồi. Rồi giá nó cũng 400 luôn đi. Mình xem cây mình mua hay bà con. 336 ngang á. Cao khoảng 40 à. Rồi cặp 11C có giá 400 luôn. Cặp này cặp 12. Cao nó 34. Ngang nó 36. Rồi cặp này có giá là 250k, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Cái này về mình bỏ nước nó. Mình bỏ nước nó rồi cho nó bùng bùng mình tưới nước lại lại ra bông à. Rồi bông giấy hết tới là trang tím sen hay bà con, tới trang hay bà con. Chiều cao nó là 73. Tán ngang nó là 73 luôn. Đó cái này dạng bụi ha bà con. Đầy nụ hết rồi. Cây này có giá là 1.400.000 bao ship toàn quốc hả bà con? Thuần chậu lâu lắm luôn rồi chú. Này không có bao này ship chậu hả bà con. Rồi đổi cây. Cây số 14. Này một bể lên một bụi luôn. Cao nó 75. Tán ngang nó 75 luôn. Đó. Rồi cây này có giá là 1.400.000 bao ship toàn quốc luôn. Cái này dữ lắm, vừa chơi Tết luôn nha bà con. Mấy cái búp này nè, nó nở nó chắc cỡ khoảng nửa tháng. Bể chậu rồi. Cao nó là 80. Tán ngang nó là 72. Đó. Ở gần thì chở xe chở chậu đi luôn được phải không? Dạ dạ, ở gần chở xe chở chậu luôn, còn ở xa thì mình ship. Dạng bụi. Dạng bụi luôn. Rồi, cây này, cây này cũng có giá 1.400.000 luôn, bao ship toàn quốc. Cây số 16C, 15C ha. Cây tím sen là 14. 13, 14, 15C đó. Đổi cây. Rồi cây 16C. Chiều cao nó là 80. Tán ngang mà là 66. Quá luôn rồi. Rồi bữa này hơi yếu, 1.300.000 bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây. Đẹp. Đó. Chiều cao nó là 79. Tán ngang nó là 75. Rồi, cái này quá đẹp luôn. Bông nó gì là vừa Tết dữ lắm luôn rồi. Nó nở cái hoa Tết, hoa mùng 8 mùng 9 mới có đàn. Rồi, cây này cũng có giá là 1.400.000 luôn, bao ship toàn quốc. Rồi, đổi cây. Rồi một cây giăng đỏ đẹp luôn. Cây số 18C. Đó. Chiều cao nó là 77. Tán ngang nó là 60 đây. Đó. Này nụ nó còn nhiều ha bà con. Cái bông này nó nở rất lớn. Bụi ha. Bụi luôn.
Rồi cây này có giá là 800k bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0938 020 543. Đổi cây 19C là cây giang cam ha bà con. Mình đo đánh ngang chiều nhỏ nó đi là 60. Cao là 50. Rồi cây này có giá là 700k bao ship toàn quốc. Đổi cây. Cây 20C. Rồi cây này cũng đồng giá 700 đi. 50. Rồi cũng có giá 700 luôn. Tại cái lô này nó hơi nhỏ hơn cái lô vừa rồi. Cũng dạng bụi ha bà con. Đó. Rồi đổi cây. 21C. 65. Cao 42. Đó, cái này dữ lắm, vừa tết luôn rồi. Cái này dạng bụi luôn, cũng giá 700 luôn ha bà con, đồng giá. Cái lô này mình nhỏ hơn, đổi coi. 22C. 22C. 51. 62. Rồi, cái này cũng có giá 700 luôn. Hình như là lô này nhỏ hơn lô gòi nhiều. Rồi. Cây số 23. 23C. Cao 57. 8 ngang là 62. Rồi, cây này có giá là 700k luôn, bao ship toàn quốc. Đây, cặp hồng phấn số 24C. Đó. 57. Tán ngang này nó 34 đi rồi. Cặp này có giá là 700k. Cái hoành của nó dao động từ 6-7-8 vậy đó hả bà con? 6-7 chứ gì? Nó có đế rồi nè. Rồi cặp này có giá là 700k bao ship toàn quốc. Đổi cây. 25C. Rồi cặp này cũng đồng giá luôn là 700k. Thôi cặp này không hơi yếu hơn 600 thôi. 31. Cao 57. Rồi cặp này có giá là 600k bao ship toàn quốc luôn. Rồi đỡ cây. Rồi cặp 26C. Thơm thơm. 52. 8 ngang là 37. Rồi nó cũng na ná vậy luôn đi. Rồi cặp này có giá là 700k bao ship toàn quốc. Rồi xuống. 7. Rồi cây này cây trăng sen ha bà con. Cây số 27. 27C. Cao nó 85. Ngang là 91. Cái này nụ dữ lắm, nhiều luôn, nó nở bông ra cực kỳ đẹp luôn. Rồi cái bụi này có giá là 1 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, đổi này đi. Cái này là 28C bà con. Chiều cao nó là 90. Tán ngang là 100. Cây 28C. Rồi cái giá nó cũng là 1 triệu luôn ha bà con. Bao ship toàn quốc. Toàn quốc luôn. Cái này bỏ chậu lại ha bà con. Dạ. Súng. Rồi cái bụi này là 29C ha bà con. Vừa tết dữ lắm luôn. Này đang ra bông rất nhiều luôn ha bà con. Dạ. Này chân vàng. Ngang 123. Chiều. Không, chiều cao nó 100
ba mươi à? Rồi có nụ có bông luôn, trang vàng lá nhỏ. Này mình đo tiêu đang chủ yếu nó cái hoành này chắc nhỏ có 90 hả? Chín này thuần chậu lâu dữ lắm, nằm chậu khoảng 8-9 tháng nay rồi, rễ nó ra đặt hết trơn đây rồi. Rồi cây này có giá là 3.3 triệu bao ship toàn quốc. 3.3 triệu. Dạ. Rồi đổi chậu đi. Để đây quay không được nha. Cái bụi này còn khủng nữa. Ngang nó 140. Cao nó cũng 140 luôn. Đó. Cây cuối clip. Rồi. Mình đo một cái quạt. 13. Rồi quay. Rồi. Bụi này có giá là 3.4 triệu bao ship toàn quốc. Bụi này ship chua à ha. Nặng đừng xếp à. Đo cao ngang rồi phải không? Dạ rồi rồi. Rồi cho xuống luôn. Cho xuống. Còn cái cây gì 31 nó ship. Dạ không có ship chậu, mình bỏ chậu ra ha bà con. Rồi cây cuối cùng là cây cần thăng. Đó, được cây cần thăng đó. 31C. Này thành phẩm hay bà con? 39. Này ngang nó gì đi? 44. Đó. Cái này mình đo cái cũ nó cái thôi ha chú. Khỏi hoành nữa con. Bán cây mà. Cây này 42. Đó. Cây này có giá là 1.2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Thành phẩm rồi. Đó, cần thăng thành phẩm. Này giống như con thú nằm. Đó. Rồi cây này. Dạ, cây này cũng là cây cuối clip rồi. À, Thanh Bình xin chào bà con và cảm ơn bà con rất nhiều đã ủng hộ Thanh Bình ạ. À.